mắt của mình. Thì người ta ghi chữ MSZ thì là thể hiện đây là bình 1, đấy 4kg. Đấy là các cái tính năng của nhà sản xuất. Thứ hai là đối với bình khí thì là thứ nhất là trên cái đồng hồ cụm van liên kết này thì không có cái đồng hồ đo áp suất. Thứ hai là về cái vòi thì có loa to này, có ống dẫn chỉ nhỏ. Thứ ba là trên cái tem nhãn mác người ta có ghi chữ CO2MT3 để thể hiện là trong đây là khí, đây là bình khí CO2 và 3kg. Báo cáo các bác như vậy. Còn đâu là về cái cách sử dụng thì là đối với sử dụng với bình bột thì là đối với bình bột là khi mà chúng ta phát hiện xảy ra một cái đám cháy thì là chúng ta vừa đi di chuyển đến một cái nơi, thứ nhất là nơi để bình, thứ hai là chúng ta vừa lắc, tại vì ở trong đây là bột. Đấy, báo cáo các bác như vậy, ở trong đây là bột, vừa đi vừa lắc từ 3 đến 5 lần. Và khi từ đến gần đám cháy từ 3 đến 5 mét chúng ta sẽ đặt bình xuống. Tay trái chúng ta để vào cổ bình, tay phải thì chúng ta cho ngón tay cho vào khuyên chốt và rút chốt và theo chiều song song với mặt đất và xách bình lên. Đấy, và cầm cái tay trái này, chúng ta cầm cái thuận nhé, chúng ta cầm vào cái tay sách và tay phải chúng ta sẽ cầm vào giữa khớp nối giữa loa phun và vòi. Đấy, tránh cái trường hợp là các bác cầm ở dưới này thì nó sẽ là khi áp suất nó ra sẽ là lắc mà nó không chữa cháy, nó không hiệu quả. Cái thứ hai là khi chữa cháy chúng ta không được bóp một lần, bóp hết, chúng ta không được bóp được cục nhé. Vâng, báo các bác đối với bình khí cũng như vậy. Và khi phát hiện đám cháy thì chúng ta sẽ di chuyển đến nơi cầm cái bình chữa cháy này. Đối với cái bình khí thì chúng ta không phải lắc. Đây là bình khí CO2 dạng nén, dạng lỏng thì chúng ta không phải lắc. Thì có một cái lưu ý nữa là đối với cách sử dụng là khi chúng ta sử dụng bình khí này thì chúng ta sẽ nghiêng 45 độ. Đấy, và tay trái sẽ để vào cổ bình, tay phải chúng ta cho vào cái khuyên và rút theo cái nằm ngang này. Chốt phải chốt ra. Tay phải chúng ta sách, tay trái chúng ta đỡ vào ít bình. Ở đây thì là riêng với đối với bình khí thì là cái khí ở trong khí nén dạng lỏng và âm 79 độ C. Báo cáo các bác như vậy, âm lạnh nhé, 79 độ C. Thế nên là các bác không được, thứ nhất không được sử dụng cầm loa, thứ hai là cần nhặt, chúng ta cầm một ít nhặt. Đối với cái đá ăn nhà mình ấy là âm 10 độ C thì khi cầm vào nó đã dính tay rồi. Các bác lưu ý nhé, âm 79 độ C không được tránh xa cái tầm xa của trẻ nhỏ. Thứ hai là mình không được bịt phụ vào mắt này, vào người thì nó sẽ là gây bỏng nặng thì là rất chi là phức tạp. Vâng, thì đối với cả cách sử dụng thì báo cáo các bác như vậy. Sau đây thì tôi xin làm mẫu về cái sử dụng các cái trang thiết bị phòng cháy. Dùng không biết dùng đâu. Đây đang cháy thì cần gì đã cháy đó. Khi mà có cháy chúng ta đối với mình bột chúng ta di chuyển này. Rất đơn giản. Nó rất đơn giản thôi các bác ạ. Cháu học sinh quá mạnh. Tại vì đối với cái này thì các bác lưu ý là đối với cả bình khí hay bình bột, đối với khí ga này thì vừa như anh Cường em ta nói chuyện rồi, không nổ được. Okay, go.
đấy, với bà con dành để biết được bà con một chút về cái phương tiện phòng cháy chữa cháy. Ở đây chúng ta có hai cái loại bình, cái loại thứ nhất tức là bình bột chữa cháy, thì cái cách sử dụng của nó anh em hướng dẫn rồi đúng không? Cái bình bột này thì chúng ta buộc phải cầm vào cái loa phun này và chúng ta hướng cái loa phun vào gốc lửa nhất, đừng phun vào ngọn lửa, nó không giá trị nhiều. Chúng ta phun vào gốc lửa là nơi bắt đầu nguồn lửa cháy đấy, chúng ta bó mạnh thì nó phun ra, nó dập tắt lửa. Còn đối với bình này, đây là bình khí CO2, cái sự phân biệt của nó rất đơn giản, là chúng ta xách lên thấy nó nặng hơn rất là nhiều. Cái thứ hai là cái vòi của nó là chúng ta đưa đến đâu là nó chết đến đấy. Đấy, tại sao người ta sản xuất như vậy là có lý do của người ta. Bởi vì cái bình này nó là cái khí CO2 nén vào đây, khí carbonic ấy, là khí không cháy nén vào đây để dập lửa. Thế khi mà khí carbonic nó giải phóng ra, nó lấy nhiệt độ, nó làm giảm nhiệt độ với môi trường xung quanh đó xuống âm 70 độ C. Chúng ta hình dung cái nhiệt độ âm 70 độ C nó như thế nào. Nếu một con bò chúng ta mà xả ra, chúng ta ném vào một ngăn lạnh 70 độ C, âm 70 độ C, chúng ta để 100 năm sau, chúng ta lôi ra, chúng ta xả, chúng ta xào nó tươi như lúc mới mổ. Đấy, thì chúng ta hình dung được cái nhiệt độ nó kinh khủng khiếp như thế nào. Thì cái nhiệt độ này có thể, nếu chúng ta mà không biết cách sử dụng cái bình này mà chúng ta cầm vào đây thì nó sẽ bị lạnh và chúng ta bị bỏng lạnh, chúng ta không có cảm giác gì đâu ạ. Chúng ta không có một cảm giác gì, chúng ta nhấc tay ra chúng ta dính ở đây mất. Đấy, và chúng ta lúc bây giờ thì cái tế bào của chúng ta có thể nó bị hoại tử và tận sâu nó trong xương, và có thể chúng ta nếu như thời gian lâu chúng ta cầm lâu và chúng ta phun, ví dụ như tôi cầm ở đây tôi phun hết bình này thì có thể tôi phải tháo toàn bộ cái khớp tay này đi, bởi vì nó hoại tử, nó chết rồi. Thế thì cái này để lưu ý là chúng ta khi chúng ta dùng cái bình này chúng ta tuyệt đối không cầm ở đây, và chúng ta cầm ở đâu chúng ta sạch vào cái bình, vào cái phần tay sách này, chúng ta đặt tay vào đế bình và chúng ta hướng cái lò phun này vào phía chúng ta phun. Đấy, cái bình này ấy, thì thực ra là ở trong hộ dân chúng ta ấy, thì nó không phù hợp lắm. Tại sao tôi nói không phù hợp? Bởi vì cái này nó sinh ra để nó chữa những cái đám cháy, mà cái vật cháy khi chữa cháy xong nó không bị hư hại. Thế thì nó chữa ở cái gì? Nó chữa ở những cái công nghệ rất cao và cái giá trị rất lớn. Tôi lấy ví dụ một cái máy móc, nó có thể trị giá chục triệu đô la, nó có thể hàng trăm tỷ đồng, mà nếu chúng ta dùng cái này chúng ta phun vào thì có khi là chính cho cái hoạt động chữa cháy lại làm hư hỏng một cái máy đó. Thì chúng ta chữa vào cái này thì ở đâu cháy phun nó tắt ở đó, còn lại tất cả những thứ khác nó được bảo vệ, cái gì không cháy là nó vẫn nguyên si. Như vậy là chỉ việc thay thế những thứ bị cháy thôi là sẽ cứu được cái thiết bị máy đó. Đấy, thì chính vì thế cho nên cái hoạt động chữa cháy cần phải các cái chất chữa cháy phù hợp. Nhưng trong gia đình chúng ta thì chủ yếu là chất cháy rắn ở đây là gồm có gì, quần áo, mút xốp, thế rồi là thiết bị điện vân vân, thì toàn bộ chúng ta có thể sử dụng cái bình này để chúng ta chữa cháy, và cái sự thiệt hại nó gây ra có thể nói là không đáng kể. Nhìn gì đây, đi xuống nào cũng lóng ngóng đấy. Người ta cần là chạy người ta thoải mái. Con nhất thiết là phải tiết kiệm đâu mà mình làm sao mình dập đám cháy này được. Cái kia là phải có mấy đồng thêm, nhưng cái này thêm. Mình thích là cứ phải phá trinh chứ. Sướng. Cầm đi ơi. Rồi, cầm đi.
Con nhất thiết là phải tiết kiệm đâu mà mình làm sao mình dập đám cháy này được. Mình thích là cứ phải phá trinh chứ. Nhưng mà trong sướng.